thời điểm tốt nhất để kiểm tra sức khỏe của mình đó là ngay sau khi ngủ dậy. Nếu mà bọ mắt của mình không bị sưng, chứng tỏ cái chức năng thận là khỏe. Bị sưng, bị phù nề có thể là do anh chị em mình uống quá nhiều thuốc tây, thuốc nam, thuốc lá. Đấy, khiến cho chức năng thận mình bị suy, bị kém đi thì có thể nó bị phù nề, bị tích nước. Nếu ngủ dậy mắt không bị sưng, không bị phù nề, chức năng thận tốt, ok number one. Mà gan kém thì mắt thường xuyên bị vàng, bị thuần quầng thâm ấy, đó là do cái gan, đúng không ạ? Còn môi của mình hồng hào không bong chóc thì cái tỳ vị của mình cực kỳ ok number one. Vì thực ra cái gan, cái thận nó là cơ quan để đào thải độc tố. Cái gan nó lại không có dây thần kinh cảm giác cơ. Nên nhiều khi anh chị em mình cái chức năng gan bị yếu, bị kém, tức là nó yếu đến 70-80% nó vẫn hoạt động bình thường. Nên suy cho cùng ấy, thì mình thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe để làm gì ạ? Để phòng cho, ví dụ nó đang kém, đang yếu thì mình khôi phục đi, để phòng được là tốt nhất. Ít của mình này, đấy, tươi, ít rêu, không nhợt nhạt thì tim, chức năng tim của mình khỏe. Tim không bị đập nhanh, không bị đập quá chậm, đập đồng đều khiến cho cái huyết áp của mình cân bằng sẽ rất ok nào ngon. Cũng có nhiều anh chị em mình ngủ dậy hay bị đắng miệng và hay có vị chua ấy. Đơn giản đó là cái dịch mật, cái axit trong dạ dày nó đang bị tràn ngược lên thì kiểm tra những cái đường tiêu hóa kém quá. Còn nếu ngủ dậy khỏe khoắn bình thường, không có những cái biểu hiện trên trên thì chứng tỏ cái sức khỏe của ok number one, tuyệt vời, cần phải bảo dưỡng thường xuyên để nó duy trì ổn định anh chị em nhé.